Chào các bác đến với kênh Sỉ Shop Nhà An Chan. Hôm nay mình sẽ đi đơn cho chị Quyên ở Thái Bình. Khi các bạn mà muốn mua sỉ thì có thể nhập hàng trực tiếp tại Shop Nhà An Chan nhá. Khi mà các bạn nhập hàng ở bên mình thì các bạn sẽ tìm kiếm được những cái sản phẩm mà ít người đang bán để có thể cạnh tranh được ở cái khu vực bạn đang sống. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể mang lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee và hay là TikTok bán hàng mà không sợ bị quá cạnh tranh. Và các sản phẩm của chúng tôi sẽ được đánh giá tốt ở trên rất nhiều các sàn lớn. Các bạn có quan tâm về sản phẩm thì có thể liên hệ Zalo, hotline ở bên dưới nha các bạn nhá. Bên mình thì đợt này chuyên về các đồ decor trang trí bàn học và bàn làm việc, thậm chí ô tô rất là hot trên thị trường. Các bạn nhanh tay liên hệ với bên mình ở đường link ở bên dưới nhé.